Sáng sớm ngày 8 tháng 9, hai đối tượng vờ dàn cảnh hỏi đường để lừa nam bảo vệ ra khỏi vị trí, sau đó nhanh chóng bẻ khóa lấy trộm xe máy. Vụ việc này xảy ra tại một quán cà phê trên địa bàn phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thưa quý vị. Theo trích xuất camera, sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 8 tháng 9 tại một quán cà phê ở khu hành chính thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hai thanh niên đến quán cà phê có nhân viên bảo vệ đang ngồi giữ xe, một người giả dờ hỏi đường khiến bảo vệ rời vị trí trong xe đối tượng còn lại tiếp cận bãi xe, nhanh chóng bẻ khóa, lấy đi chiếc xe máy. Thấy đồng bọn an toàn thoát thân, đối tượng hỏi đường cũng nhanh chóng chạy đi. Chiếc xe máy bị mất là của một sinh viên làm thêm trong quán cà phê. Hiện vụ việc đã được trình báo công an. Đáng chú ý, tại Bình Dương, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ trộm xe với chiêu thức dàn cảnh hỏi đường tương tự.